Trong những ngày 26-27/10, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 để thảo luận về tình hình căng thẳng ở dải Gaza. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham dự và bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng tại khu vực này, lên án các hành động tấn công gây thương vong đối với dân thường ở cả Israel và Palestine. Một số quốc gia đã thể hiện sự thất vọng vì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể đưa ra quyết định để giải quyết tình hình hiện tại. Các quốc gia đã kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn, thả con tin, tạo điều kiện cho công tác cứu trợ nhân đạo, bảo vệ dân thường và các cơ sở dân sự thiết yếu. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã bày tỏ quan ngại và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân của cuộc tấn công. Việt Nam lên án các hành động tấn công đối với dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Việt Nam cũng kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân ở dải Gaza, đặc biệt trong việc cung cấp nước, lương thực và thuốc men. Các bên liên quan được khuyến khích nỗ lực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ nhân đạo.